Đây các anh em thợ đang gọt cái bộ tứ quý và cái tấm quạt. Tấm quạt chúng tôi đang dùng máy để móc kênh bông. Trên mặt thì được rồi. Vòng thì đưa tay vào thoải mái luôn. Đấy, còn cái trên thì gọt sắc lép, lép căng luôn. Rất tỉ mỉ luôn. Đây là các nghệ nhân trẻ. Chỉnh ngon thì nó phải đẹp hơn. Đã chỉnh đâu anh? Đẹp hết rồi. Bây giờ chỉnh. Thế bây giờ chỉnh nó phải ngon hơn chứ ai lại để như trước. Đấy, như kiểu một Trung Quốc đấy, thổi đi là bắt đầu ra cái đẹp đấy. Cứ thổi đi. Cười không thổi được à? Viết luôn, anh đang quay video này, đang như top top đấy. Cái này cũng gọi đang làm dở thôi quý vị ạ, lúc xong thì nó đẹp nữa.